Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Thì đang có sự kiện mừng TikTok có tích xanh rồi mọi người. Là chúng ta sẽ có được hai cái code ha. Bây giờ thì mình sẽ vô nhập code cho mọi người. Code thì mình sẽ ghi dưới phần comment game cho mọi người ha. Vô nhập code liền các bạn ơi, không biết là code có gì nữa. Thì mọi người đăng nhập vô game bằng tài khoản gì thì bây giờ đăng nhập bằng tài khoản đó nha mọi người, Facebook hay là GNID gì đó. Thì mình chơi bằng chơi ngay cho nên là mình sẽ đăng nhập bằng chơi ngay. Rồi vào rồi này các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ nhận code ha. Code đầu tiên là code mừng TikTok nha các bạn. Mừng TikTok, rồi điền mã xác nhận vô ha. N5 nè, HR, đấy. Thì các bạn ghi chữ hoa cho giống bên đây luôn nha mọi người. Rồi nhắn nhận quà, đấy, nhận thành công rồi các bạn ơi. Và tiếp tục thêm một cái code nữa, đó là vui cùng bạn chơi. Đây, M4 nè, 2, 3. Rồi nhận quà luôn mọi người, rồi xong rồi xong rồi. Rồi bây giờ vào game để nhận quà nha các bạn ơi. Đây. Nhận quà gì đây mọi người? Ôi trời ơi, một cái băng đô với lại một cái nón lá mọi người. Trời ơi, cái này thì mình có rồi. Ơi trời ơi, không có kim cương gì hết ta ơi. Đấy thì ai chưa khó thì có thể là vào nhận nha mọi người. Thì Playtogether cũng đang nói là ít bữa nó có code mới cho mọi người xịn hơn ấy. Bây giờ là cái code cho mọi người sơ sơ cho mọi người thôi. Ít bữa là có mấy code xịn hơn đó mọi người. Trời ơi, cái nón lá mọi người ơi, nhưng mà cái nón lá dễ thương nha. Đấy thì bạn nào chưa nhận thì vào nhận đi nha mọi người. Mini game của mình các bạn ơi, thì bạn nào chưa tham gia thì nhớ tham gia ha, bằng cách là truy cập vào website vuviking.com của mình và bình luận bài viết 74 cassette cho mọi người. Mình sẽ tặng đồ thỏi vàng cho mọi người, đồ lạc đà nè, cũng như là ba lô bánh mì ha. Và điều kiện là các bạn phải like và đăng ký video này nha mọi người. Gắn lên 74 cassette rồi đó, lên thì mình sẽ tặng lên cho mọi người. Hiện tại thì còn thiếu mấy trăm set nữa thôi, nhớ nhấn đăng ký nha các bạn. Rồi và hôm nay thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người nhận cái code 20 kim cương nữa luôn ha. Thì ai cũng nhận được luôn. Do hôm qua mình làm clip hướng dẫn rồi mà, nhưng mà mấy bạn là nhận không được á, thì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn chi tiết hơn ha. Rồi thì một xíu mình sẽ để link tham gia cái sự kiện này dưới phần comment game nha mọi người. Mọi người chỉ cần click vào là tới cái bài viết này liền á. Và các bạn thực hiện theo 3 bước này ha. Bước 1 là đăng ký kênh YouTube, xong rồi chụp hình lại nha mọi người. Xong rồi các bạn sẽ comment và tag 3 người bạn ở đây. Các bạn chọn hình ảnh nha. Rồi các bạn chọn hình ảnh mà nãy mọi người chụp á, xong rồi các bạn tag bạn bè. Tag bằng cách nào thì các bạn nhắn vô A còng nè. Đó, rồi các bạn nhắn tên của bạn, một người bạn bất kỳ đấy. Nhắn tên nào cũng được nha mọi người. Tên nào cũng được ha. Rồi, để các bạn nhắn 3 người bạn vô, xong rồi các bạn nhắn enter để mà bình luận nha các bạn. Rồi các bạn nhắn tin với lại fanpage của bạn Tuki được ha. Code admin ơi, đấy là fanpage nó sẽ tự động nhắn code cho mọi người ha. Thì cái này là robot nha mọi người, không phải là người đâu. Người ai mà sẽ nhắn hết code cho mọi người được. Cho nên là cái này sẽ là robot ha. Đấy, sẽ đợi một xíu cho cái robot nó thấy mình bình luận, cái là nó gửi code liền cho mình nha mọi người. Đợi một xíu ha. Có những bạn là đợi chỗ này rất là lâu luôn đúng không? Thì nếu như mọi người đợi chỗ này rất lâu thì các bạn xóa cái cuộc trò chuyện với fanpage Playtogether đi và các bạn nhắn lại ha. Thì nó sẽ nhanh hơn đó mọi người. Đó, mình gửi nhưng mà chưa được nhận là phản hồi, đợi một xíu nha mọi người. Đợi một xíu. Đấy, có phản hồi rồi. Đấy. Bạn đã tăng 3 người bạn đăng ký chưa thì bạn cứ trả lời là rồi. Đấy, rồi mình tăng rồi thì mình ghi rồi ha. Rồi sau khi mà bạn trả lời cái này thì bên fanpage robot bên fanpage nó sẽ đưa các bạn code. Đấy, các bạn vui lòng chờ nè. Đấy, đấy, mã code này mọi người. Đấy, rồi có mã code rồi, chúng ta sẽ copy mã code này và nhập nha mọi người. Thì fanpage cũng đưa cho mình một cái link luôn. Rồi mình nhắn vô cái link đó để mình nhập code. Rồi, vô đây, nhắn vô cái link này nha mọi người. Đó, mình copy cái code này đã. Rồi, bây giờ mình sẽ nhắn vô link này để mình nhập code ha. Ở đây á, thì mọi người đăng nhập vô game bằng tài khoản gì thì đăng nhập bằng tài khoản đó nha mọi người. Chơi ngay trên ID hoặc là Facebook thì mình đăng nhập cái app phụ của mình là Facebook, cho nên là mình sẽ vô bằng Facebook luôn ha. Thì sau khi vô thì các bạn check coi thử là cái tên nhân vật của mình đúng chưa. Đấy, nếu mà đúng là chính xác cho mọi người, xong rồi các bạn sẽ nhập code, xong rồi nhập mã xác nhận vô nha. Nhớ là chữ hoa chữ thường nó phân biệt luôn cho mọi người. Chữ nào ghi hoa thì mình sẽ ghi hoa, chữ nào ghi thường thì mình sẽ ghi thường ha. V60D nè. Rồi các bạn nhắn nhận quà. Đấy, nhận quà thành công rồi các bạn. Vô hòm thư để mà nhận thôi. Rồi vào game được rồi nè mọi người. Vô hòm thư để nhận nha. Đấy thì mình sẽ nhận được 20 kim cương cộng với lại hộp S. Ai cũng sẽ nhận được luôn nha mọi người. Mọi người đều như nhau ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp tiền sao coi thử là bao nhiêu tiền sao đây. Ui, 2000 tiền sao luôn. Rồi mở tiếp nha mọi người. Sẽ được 20 kim cương cộng với hộp S nè. Mở hộp S coi thử là được cái gì không ta. Wow, được bộ đồ ép luôn các bạn ơi. Hên nha. Ác vụ này hên nha mọi người. Cực kỳ hên luôn. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhận được 20 kim cương. Yeah. Rồi trong cửa hàng nội thất này các bạn ơi, có đồ nội thất mới đẹp lắm. Wow. Ui, cái cây đẹp vậy ta. Ui, kiểu như màu tím tím hồng hồng đó mọi người. 8.400 một cái luôn. Oh my god, cái thảm nữa này. Ui, đẹp đẹp mọi người.
cái bồn tắm nè. Ui, xịn nha, xịn nha. Ôi, cái này hôm mình đang có 500 kim cương là mình có thể là mua mình xài Vivu luôn đó mọi người. Ôi trời ơi, tự nhiên giàu à. À, đồ mới này quá trời luôn. Tủ kệ sách quần áo nữa nè. Hơi nhiều luôn nha. Ui, bức tường nè. Ui, bức tường này mà xây nhà là đẹp lắm luôn á. Nhìn các bạn nhìn bức tường đẹp không? Bức tường cửa các bạn. Ui, đẹp thật ấy. Rồi cái này là cái gì vậy mọi người? Cửa sổ hả? Cửa sổ mọi người. Ui, đẹp thiệt. Mấy cái khối nữa nè. Hơi bị nhiều đồ mới luôn ấy. À, bướm đồ tùm lum nữa nè ha. Wow. Ui, bức tường nữa nè, nhiều lắm mọi người. Ủa, cái này decor là hơi bị mệt luôn á, đầy đủ luôn. Thì cái gói hoa ải hương đúng không? Hoa ải hương thì cái này nhà bất hạnh không có bán bằng tiền ha, mà thay vào đó bán bằng tiền sao với lại tiền kim cương cho mọi người luôn. Mà thật là trùng hợp hôm nay tự nhiên mình giàu các bạn ơi. Các bạn muốn mình decor cái gì đây? Trời đất ơi, đẹp lắm nè. Nè, mình decor thành một cái nhà đi. Ui, cái nhà bức tường các bạn nhìn thấy đẹp không? Cái bức tường này auto đẹp luôn ấy. Đẹp thật sự xuất sắc luôn mọi người. Wow. Oh my god. Chỗ này bỏ cái cửa sổ nữa thì đẹp nè. Hồi nãy mình có lấy ra một cái cửa sổ đúng không? Đây, cửa sổ này mọi người. À, cái này là cái cửa sổ ha. Ui, đẹp, đẹp thiệt mọi người. Có tự nhiên mưa quá trời kìa. À, mình sẽ bỏ một cái cánh cửa chỗ này ra đi. Đấy, ui, cái này decor nhẹ, đẹp lắm các bạn ơi. Mình sẽ để nó lên cao một xíu ha. À, mình sẽ lấy thêm mấy cái khối nhỏ này nữa. Ui, đẹp lắm mọi người. Đấy, mình sẽ đặt cái cửa sổ ngay đây. Ui, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Ui, xịn sò ha. Đấy, thì nói chung là xây cái nhà này đẹp nha mọi người. Ui, kiểu bức tường nó hơi bị đẹp luôn ấy. Đấy, các bạn nhìn nè. Ui, đẹp lắm luôn. Rồi còn mấy cái cây xanh đồ các kiểu nữa kìa. Chắc là mình qua ạc chính của mình decor quá. Mọi người có muốn mình decor một cái căn phòng trong cái ngôi nhà 700 kim cương ạc chính của mình không? Trời ơi, vui đó, decor một cái căn phòng như vậy đẹp lắm luôn á mọi người. Ủa, có cây xanh đồ các kiểu nữa nè. Ui, có bồn tắm nữa nè các mọi người. Ui, bồn tắm này đẹp nha. Tắm này hơi bị đẹp luôn, có giường ngủ cũng đẹp luôn này. Ui, để mình lấy ra cho mọi người xem. À, cái tủ quần áo luôn. Wow, cái tủ quần áo nè. Ui, đẹp thật sự mọi người ơi. Đấy, mình sẽ làm thêm vài cái cây xanh chỗ đây nữa thì thôi rồi luôn. Đấy, ui, đẹp lắm mọi người. Ui, đẹp lắm luôn ấy. Ui, kiểu kiểu ha. Ui, mọi người, cái cây này, cái cây này đẹp, cái cây nào rất là đẹp luôn. Ở chỗ này vừa tắm vừa là làm cái gì đây nhỉ mọi người? Vừa tắm vừa làm cái gì đây? Rồi, có cái giường ngủ cũng đẹp lắm luôn nè. Cái tủ đồ nè mọi người, tủ đồ đẹp luôn nè. Ui, nói chung là cái gì cũng đẹp luôn ấy. Thảm chân nữa nè. Cái bồn rửa mặt nữa nè. Wow, đẹp nha mọi người. Mọi người có thấy đồ nội thất này như thế nào? Mình thấy cũng quá là đẹp luôn á. Thì mọi người đang có kim cương để làm gì thì mua đồ nội thất để mà trang trí đi ha. Thì chắc là chuẩn bị mình ra một clip để mà decor cái căn phòng hoa ải hương này đó mọi người. Ải hương hả? Trời ơi, nhưng mà nó đẹp thật sự luôn. Đấy, mình sẽ decor một căn phòng trong cái ngôi nhà 700 kim cương của mình. Mọi người nhớ đón xem nha. Và đừng quên là tham gia mini game của mình nha mọi người. Chuẩn bị kênh của mình lên 74k sub rồi đó. Mình đã sẽ tặng quà cho mọi người những món quà thật là đắt giá bằng thỏi vàng nha. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.